và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 21 tháng 4 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào rải rác có dông, phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.